Đồng Hải mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Buổi chiều hôm nay thì ở trong khu vực trang trại của vợ chồng Đồng Hải thì trời lại cứ sụt sùi mưa suốt như thế này, nên không làm được việc gì mấy. Hai vợ chồng Đồng Hải lại tranh thủ đi bỏ được mấy bao phân cho cái khu vực cà con này. Ngày hôm nay thì vợ chồng mình sẽ bỏ cái phân vi sinh để cải tạo đất cho tốt. Còn đội thợ xây thì cũng vẫn đang tiến hành. Đấy, mặc dù trời mưa nhưng mà các bác thợ cũng vẫn đang rất là nhiệt tình trong công việc. Đấy, hiện giờ thì khu vực biệt thự của nhà mình thì đã là tương đối là cao rồi đây mọi người ạ. Đấy. Ngày mai là bác giáo rồi đấy nhờ, chứ làm sao mà với được nữa. Đấy, bây giờ là cái tường đằng sau này và bên cạnh kia lên được rất cao rồi, còn một chút đằng trước nữa thôi, vì lý do là hôm nay nó mưa quá, đâm ra mình không thể cắt cái khuân và để hàn được, nên cái đó thì phải để chắc là sáng mai mới làm được. Hay già, hôm nay là bỏ may 2-3 phân nữa là vừa được hết dưới kia. Cái phân này thì mình để cải tạo đất thôi, chứ còn cái cà con này vẫn cứ một tháng là thường thường cứ bổ sung 2 lần phân đạm có được không bác? Đấy, cứ 2-3 lần ấy, nhưng mà mỗi lần thì cho một đúm thôi. Đấy, cái khu vực đằng trước này thì nó còn thấp hơn, nhưng mà ngày mai nữa thì cũng sẽ bằng khẩu hết tất cả. Đồng chí Hoa Xuân Quế thì cũng vẫn đang rất là miệt mài đánh ô tô. Một mình 2 ô tô nhá. Đây là một cửa này. Cửa này cửa lên trên nhà. Cái này chỉ làm một cái cửa sổ đây thôi. Còn phía bên này thì cửa để đi vào trong cái kho và trong khu nhà vệ sinh. Bên này mình sẽ làm cái kho khu vực đây. Mình để phân bón sẵn ở đây mà. Thì thường thường là ở trong trang trại này thì mình phải để sẵn phân, cứ trời mưa cái là mình tranh thủ mình ra mình bón cho nó thì nó mới ngấm được xuống đất thì mới tốt, chứ còn nếu mà để trời nắng lên là phân nó bị bay hơi đi thì nó lại bị coi như tổn hao mất tương đối nhiều. Nhà ở thì chỉ cần thế này thôi, cái ở bên này một cái giường, bên này cái giường ở giữa cái tủ kia, thế thì là thao rồi. Tủ lạnh, tủ liếc các thứ thì có thể là mình vứt ở dưới kho này cũng được, mà vứt ở ngay chỗ cái khuôn viên ở đây. Thế mọi người, đây mình làm cái sân thật cao lên, thật thoáng đãng, không phát sạch cỏ trước kia đi. Thì thật sự nó là một cái view rất là đẹp luôn. Ngắm xuống dưới hồ này, ngắm xuống ra cái nhà Yến này, ngắm sang bên cái khu vực của những cái điện quạt gió. Nói chung là ở đây thì thích lắm. Cái không khí nó trong lành, rồi thì nó trùng không nhìn cái vườn cây ấy, nó cảm thấy nó mỹ mãn. Cứ hôm nào vào trong vườn ấy, mình cũng lại phải chạy vào trong vườn để mình thăm cây một chút. Nó thật sự nó cảm thấy như kiểu là nó có thêm một cái động lực để cho mình coi như có thêm những cái niềm vui, thêm sức khỏe để làm tốt thêm cái công việc. Cà phê đấy thích lắm, thật sự là ngày nào mình phải vào vườn, ngày nào mình phải vào ngắm cây. Hôm nay thì ngắm ở góc này, mai ngắm ở góc khác như này thôi, chỉ độ 2-3 tháng nữa thì là bắt đầu thu hoạch rồi, nên chắc là ngày mai ngày mốt nữa mà thư thả lại phải tiếp tục bỏ thêm phân vào đây. Những cái cành này nó không đủ cái khoáng chất để ấy nuôi, thế là nó bị hỏng đi này nhiều lắm, bởi vì là mình đã nói là vườn nhà mình nó đang bị đói phân từ năm ngoái, mà đói phân đói nước, thế là đâm ra bị tương đối là nhiều, nhưng mà cũng không thể làm sao được, mình phải cải tạo dần dần thôi.
chứ còn một lúc thì không thể nào được, nhất là bây giờ mình mới đang học nữa. Cái cà phê này mọi người ạ, cái này chắc chắn là phải được 30 cân nhân này, tuyệt vời lắm. Mặt trời đang le lói chứ đằng kia sấm ì ùng ở phía đằng xa nữa. Ở đây thì cái là nó không như hôm nọ nữa, mấy hôm nọ thì nó mưa triền miên ngày này có ngày khác nha, đến bây giờ thì nó hết những cái cơn bão rồi, bây giờ nó chỉ là mưa hàng ngày thôi. Tuyệt vời lắm mọi người. Cố gắng làm sao chăm sóc cho cây thật khỏe để sang năm nó sẽ ra được nhiều trái hơn, đảm bảo hơn. Quan trọng nhất là nước, thì nước ở đây thì mình đã có đầy đủ rồi, mình có nhân lực để mình tưới lắm cho nó nữa thì là tuyệt vời luôn. Năm trước ấy là cái bác chủ cũ mua xong rồi bỏ là cả một vụ mới tưới được có 2 lần, thấy nói như thế thì làm sao mà nó lại được, chính vì thế là cây nó mới yếu đi. Hôm mình sang đây những cây nó vàng vọt, nhưng bây giờ thì mọi người nhìn đấy, thực tế là trước mắt đây những chùm quả chi chít luôn, từ trên cho đến tận gốc. Đây là những cây cà tơ đó này nhá, còn nếu mà cà nó tầm khoảng độ 10 mấy năm trở đi bắt đầu nó nhiều cành xung xuê nữa, để thu từ cành trên đến cành dưới thì nó mới thích nữa cơ, năng suất của nó có thể là gấp rưỡi gấp đôi như bình thường. Đây này, như cây này này, cây này năm nay ít trái không nhiều, nhưng mà những cái cành này bắt đầu sang năm nó sẽ ra trái này thì nó xun xuê thì thật sự là đẹp lắm. Mọi người cứ nhìn cái cành cà nó dài từ ngọn này vuốt vào tít vào thân nhau kìa, cành não như cành nào luôn nhá. Mỹ mãn. Hôm mà mình được người ta giới thiệu vào cái vườn này, quý vị nhìn nó còn xác sơ lắm, nhưng mà mình nhìn thấy tiềm năng của nó là mình phải cố gắng mua, chứ còn như bà xã mình không định mua vườn này đâu. Cứ muốn đi mua cái vườn nào mà đang sum xuê rồi nó già già rồi. Nói thật sự là lúc ấy cái vườn cà phê già thì nó thu được năng suất cao, nhưng mà chăm kém một cái thì coi như là cây nó hỏng luôn. Còn cái cà tơ này thì bây giờ mình chăm bình thường nó đã tốt rồi, mà chăm được tốt nữa thì nó là phát triển càng mạnh. Đấy, nên mình mua là phải mua cái này, và mình sẽ cải tạo cái vườn bên cạnh này nữa, trồng lên thì coi như mình bỏ quên nó tầm 3 năm thôi, cái vườn bên này lại tiếp tục được thu. Mà như những cây cà này này thì chỉ sang năm là bắt đầu nó đã bói rồi, bắt đầu nó cho ra quả rồi. Chẳng qua là mình cho muốn để cho nó ra nhiều hay ra ít thôi, thì chắc chắn là mình sẽ không để ra nhiều, chỉ cho một chút thôi để cho nó khỏe cây. Cái cây nó khỏe lên hẳn rồi ấy, thì bắt đầu mình mới để cho nó ra trái được nhiều hơn. Nên vợ chồng mình xây biệt phủ ở đây ấy, thì nó cũng rất là tiện lợi cho cái việc chăm sóc vườn. Còn bây giờ thì có lẽ là mình phải tranh thủ mình đi cắt mấy cái đoạn sắt á, vì lý do là bây giờ trời cũng đang tạnh mưa, cắt rồi thì sáng mai bắt đầu hàn, máy móc hôm nay đem vào đây hết rồi đấy, đem máy hàn này hết cái thứ vào đây. Lần này mình làm nhà thì mình lấy toàn bộ sắt này hết cùng một cỡ.
Bây giờ mình tranh thủ mình cắt cái sắt này đã. Ngày mai bắt đầu mới tiến hành hàn thành khung. 1 mét, 2 mét. Rau lên đẹp lắm như cái tăm ấy. Mấy anh muỗi giờ này còn ve ve và chưa chọc mình. Ôi, bây giờ bỏ nhà nông chuyển sang kỳ cơ khí. Ông ơi, ấy đi qua đây mà thấy con chó nào chạy qua là đuổi với tôi cái nhá, không nó liếm mất mực. Hôm nay nuôi vẫn còn chơ chơ, nay một màu xanh lơ, cớ sao người hững hờ. Hai em nhà vắng giao đường, sao con bơ vơ mãi không về, bên tiếng chuông ban chiều. Lạy Chúa con yêu, đời xót xa nhiều. Sao con bơ vơ mãi đi tìm, tình vẫn chưa được yên.
Em đẹp thế lời cười, trái tim tôi muốn vỡ tan về. Không gian nhìn vào đôi ngắn ngây, đôi ngắn mây tư biển hồ đầy. Có dần tư tan trong đôi mắt em, có lư diệu cần tay men tay men, có ngọn lửa nào đang nhen chơi vơi. Em đẹp thế lời cười, trái tim tôi muốn vỡ tan rồi. Không gian nhìn vào đôi mắt ngây, đôi mắt lấy cụ biển hồ đầy. 80 80 mới 45. Em ơi, anh bảo này, họp gia đình tí. Thế là bây giờ em muốn làm vào cái khuân ở trong kia mà lắp cả phào phía cái gì? Không, nếu mà lắp cả phào thì là anh không thể làm được. Cái đấy thì phải để đợi thợ người ta làm thôi thì mới làm được chứ. Bởi vì cái kia là cắt tiêu chuẩn, yêu cầu là cắt vát góc, bốn góc chéo, góc phải là cật lực luôn, thì coi như làm sao ấy được. Bây giờ anh cứ làm khung đi, rồi cái đấy là để bác Thành làm, nếu phải không thì mượn thằng con nhà Nga ấy. Ừ, đấy thì phải bảo như thế. Bác Thành làm được mà. Rồi, đấy, ok. Anh chỉ cần làm cái khung thôi. Khung nếu thế thì cái này nó phải, cái này nó nằm lọt vào trong bên trong cái này đấy, thì nó phải lọt như thế này. Một là có thể cắt bớt cái này đi để không, cái khung của nó là nó phải lọt tất cả, nằm vào trong cái này hết thì người ta mới bắn được, người ta mới cái phào vào đấy được chứ. Khung lên để cho các bác hôm nay xây được. Khung cái này mình không thể cắt được khung. Cái khung để lên tường để xây cơ mà. Đúng rồi, thì nó lại phải làm được cái hộp của cái bản này đã thì mới làm khung ấy được. Thì đấy nó như thế đấy. Chính là phải có cái khung dựng lên đây còn gì, thì cái cửa sổ cũng thế. Nếu thế thì cái kia là sẽ bị ngắn rồi đấy. Bởi vì trước mình tính là làm như thế này, nhưng bây giờ nếu mà làm cái hộp ra thì nó phải như thế này.
thì nó thêm mỗi bên là 6 phân nữa, là thêm 12 phân nữa. Không, bởi vì em muốn thôi thì tốt nhất cứ để thế này, là tôi không làm cái cắt luôn nữa, cứ để tạm này đã, để xong bắt đầu mai bác Thành xong rồi thì nhờ bác ấy vào. Không thì bây giờ nó là như thế mà. Đấy, bởi vì cái nào cũng phải khung, nhưng mà bây giờ nếu mà làm thật tiêu chuẩn như thế này thì lại phải làm khác, nó không làm như thế này được. Sáu phân à. Làm cái kia xong rồi mua cái ấy đè lên thôi. Không. Nếu không nhìn thấy cái vít mắt vít kiểu kia cái nó phải ra. Chìm vào đây thì nó mới được. Nó phải chìm vào này thì nó mới đẹp được. Chứ còn nếu mà nó không chìm này. Làm như thế thì nó là phải sắt vuông hai cơ, chứ còn cái sắt này làm như vậy nó cũng không đẹp. Ừ. Không, sắt này làm là đúng, sắt này làm coi như là khuân cửa, cái khuân của nó là đúng, chứ còn sắt vuông hai thì không được. Gần nếu mà bởi vì nhá, bà xã em muốn như này này, bác ấy, bác ấy làm cơ khí mãi bác biết rồi, bác muốn là đặt thế này, xong bắt đầu mua cái phào ấy của nó, cái phào chỉ. Đây là cái khung ngoại. Đấy, thì... cái này cái khung ngoài đã. Cái khung đấy. Ngoài ôm đã. Khung ngoài thì bây giờ là mình sẽ phải trừ thêm đây không, là thêm 6. Không phải cộng thêm nhá, cộng đây vâng. 6 cộng coi như là để cái trong đó là nói như này, người ta tính theo thước lộ băng là cái cửa của ông đây, cho nói này nhá. Yeah. Đây là cái thước lộ băng. Đây. Làm cửa bị lỗ được cả. Nhưng mà ông lộ ban này em lại không chơi với không, ông ấy. Không lộ ban thì ông cũng phải làm khổ thật đấy. Không có nói chuyện gì hết. Còn lộ cũng được và không lộ cũng được. Đó là tôi nói về vấn đề. Đây nha. Giờ đây nhá. Giờ ông muốn làm này. Đây là cái số đẹp đúng không? Ừ. Ông thích số đẹp. Thì đây là số đẹp đây. Đấy. Vô chữ đỏ là đẹp đi. Đúng không? Chữ đỏ là như đẹp. Tôi không biết là tôi cứ cho là số đỏ là đẹp. Mà nói là thì đây là nói cái gì? Thịt hùng vượng này. Nhưng mà đây cũng chưa đẹp, tính giờ đây cũng là mới tạm thôi, chưa là đẹp. Ừ. Đây, đại cáp này. Đây, gọi là tài vượng thì vào số này. Thì đây nhá, giờ tôi sẽ nói cho ông một câu này. Giờ ông cộng vô 6 phần. Được chưa? Rồi. Đây, đây là số này, đây số này là cứ cho là 3 m, 1 m 35. Đây là 6 phần, đây hoặc 336 35 đi, tô đó 34 cũng được. Hoàn thiện vào là cứ đúng đi đây, không phải tô mà ông trừ đi là 6 phần, ông cộng thêm 6 phần nữa. Được chưa? Cộng thêm 6, đây 3 phân nữa là 3 phân là bằng 6 phân. Là bằng 1m5 với 1m41. Thế thôi là được. Còn cái loạt lòng của hắn là phải được cái này. Xong rồi lúc đó ông mới khung cái này lại, ông mới cắt cái kia vào, ông đặt vào trong. Phải làm cái khung ngoài, xong mới cắt cái đó vào trong. Đặt vào phải lấy cái góc vuông này, góc này phải vuông. Đấy, chứ không phải đơn giản mà không phải làm cánh vua vân ấy. Rồi bắt đầu mới vào là lấy phô vi. Vậy đây là loạt lòng này. Số này là số loạt lòng. Vâng. Hắn cứ làm thế là được rồi. Là quản hắn có hở tí trong không sao. Là nhưng mà với điều kiện là nó phải đủ hai cái tấm này, nó phải đủ vào đấy. Cái đủ hay không đủ tôi chưa nói. Để tôi nói cho chuyện ông đây nha. Xong chưa? Này, bắt đầu ta với kia nha. Yeah. Được chưa? Bắt đầu này. Đây 1m34, 1m34 đi. Đây 34. Ông 35 thì hơi xấu tí, mua 34. 34 33 cũng được. Yeah. Đấy trong đây nha. 34 33 thì với ba là với chia cho này. Đây là 1615. 66 một cánh. Đây, bắt đầu này, đây, ông cộng này, đây, không là cái gì? Là đây. Không đủ. Không, cái đây là tấm nhỏ. Kia đấy, đấy là đang là cái đang cái cửa này. Đây, đây đây này, bắt đầu ông lấy đây cái này 36 phần. Đây, chỗ đây 6 phần là khoảng 60. Đây, đây, thành ra là bao nhiêu trừ cái đây đi, mỗi bên trừ đi. Đây này, đấy, đó là tôi cộng đây là đây từ đây. Đây là 6 phần này, với cộng đây đi, thêm vô là mấy phần nữa đây? Rồi, là 12 phần, đây, cộng trừ đi 12 phần này, đây, đây, đây.
Đây họ đây đây, đây nha, in tôi là 12 phân này. Đây 16 này cũng cộng 14 ở đây. Là 12 phân. Đây. Là còn có 54 phân, 54 phân thì lấy cái loại 60 phân. Cái loại này là sau lần ép vào đây là ông bắn vào đây luôn. Đấy, ông bắn vào là có cái chỉ. Rồi rồi rồi, em hiểu rồi. Đấy là, đấy là cửa kia, còn cái cửa này thì bây giờ mình lại lấy cái khơi cửa sổ thì được rồi. Hai cánh thì lại lại cái đó. Em hiểu rồi. Làm 40. Còn thừa thiếu ở đây anh cắt đi. Cái này vừa kéo cắt không sai. Rồi thì cắt đi, thiếu thì không được, mà cứ phải hàn xong rồi mới đến mua cái này là 60 1 mét hoặc 90 là cắt cái đó. Rồi rồi, rồi cánh ok. 40. Ok ok. Cái sợ đang ngồi trong nhà đây này. Đó là cái thằng. À. Đấy, đấy, nên rồi. Nên cái anh có lại nói là cái gì cũng được hết. Nên là phải tìm đúng đối tượng. Nhưng mà ông kia lại phải gái khổ. Không. Năm 11 11 16 năm 17 không hiểu rồi thì thôi cái rút tay tài vượng là được phải không bác? Tài vượng là được cái gì? Thì muốn làm cái gì được tài vượng được. Nếu tài vượng hay được đổ bạc hay là rất là điều tuyệt vời. Gọi là tài, bán nó đi tài lọc tài mà. Dạ. Chứ đừng có cái xấu là. Đúng rồi, làm sao được, nói thế chứ. Không có hàn vơ vẩn á, thì được. Hàn chia rùa, hàn có gì đó là trường học. Mình không biết hàn, mình chỉ cắt ra đây thôi. Cắt nhưng mà bây giờ mà lại phải tính theo tài theo lộc nữa thì mình cũng không cắt được luôn. Đấy mình rồi rồi tốt nhất là để đấy cho nó lành tính. Rồi đấy mọi người ạ, thì hiện giờ là cái ông Lộ Ban thì ông lại ở tận bên Trung Quốc. Mình thì lại không quen ông mấy. Mà thôi, mình lại để thế kia lại. Để chiều nay vợ chồng mình ra để mời sư phụ ấy. Còn làm tù mù thì